Nhân văn mà anh em. Đây, nhân văn. Cây này cao lắm anh em ơi. Đấy, một, hai này. Không, nó cao gần 60 mấy anh em. Nhân văn nha. Rồi. Tàn rơi mới uống tàn rơi đổ xuống này. À, mấy cái băng nhân này nó yếu nên là phải buộc phải giữ thiếp không gió nó dọc kỹ canh vậy. Rồi mấy anh em mình mà có mua những cái giao dịch ở bên dưới comment rồi, nếu anh em mà muốn giao dịch dưới đó thì bên xe bên không chịu trách nhiệm nha. Giao dịch những cái tác phẩm bonsai mà ngoài cái tác phẩm bonsai của VN trong kênh của bonsai VN thì không có chịu không có chịu những cái trường hợp mà xảy ra nếu anh em giao dịch với khách trong kênh của bonsai VN thì cái cây nó sẽ có thể là bị spam lừa đảo ngân hàng ví dụ vậy. Thì tùy một số anh em thôi, nếu anh em thích giao dịch thì vẫn cứ giao dịch trong đó đi. Bonsai VN không có đảm bảo trách nhiệm điều đó. Rồi Bonsai VN có đăng một cái clip nó với cái cây linh sam thì chia sẻ với mấy anh em luôn là cô cái gì hải miền Trung mình đây nè, cái tỉnh Phú Yên mình đây nè, đề số tất cả mình đi với nhà vườn hỏi á, mình chơi á cây á, anh em người ta chia sẻ như vậy thì ok mình chia sẻ lại mấy anh em là cảm thấy bị dìm hàng hay gì đó thì tự lập cho mình một cái kênh để chia sẻ các cái cây linh sam hoặc hay là chúng ta làm như thế nào, đó là chuyện của mấy anh em mình, còn sự thật thì buôn bán là buộc phải nói thôi. Có đụng chạm ai thì người nào đụng chạm người nào thì đó ráng chịu. Cây ai đẹp thì bán được thôi, còn hạ khách ta chọn cây nào đó là quyền người ta, mà mình nói trước là cây của mình bán có thể mắc hơn người khác 500 triệu ạ. Anh em nào đi lựa cây đẹp ở mà rẻ nơi khác mua thì anh em cứ lựa, ví dụ như cây của mình chuyển về vận chuyển nó bị gãy bị đổ ở khách nó có thể từ chối không nhận hàng thì có thể thương lượng hay là có thể là đền như khách cây hay là như thế nào đó. Mà còn mấy anh em mua kênh khác thì tùy thôi, ra chuyện của mấy anh em mình đó. Nên là bonsai bên chỉ nói sơ thôi, ai mua kênh của bonsai bên đều là những cái khách là có sự lựa chọn riêng để người ta mua, chứ không phải mà mấy anh em mình cứ nghĩ ra nói trên trời dưới đất lừa đảo khách đâu. Xin lỗi mấy anh em, không có chuyện đó. Thấy đẹp bonsai bên thấy phù hợp với giá tiền, ok bonsai bên giao lưu được. Chi phí đóng thùng bằng thùng xốp như thế này nè, thùng xốp thế này nè đó. Nếu mà bonsai bên thấy là cái cây này giao lưu được với giá đóng chi phí ship hay là bao ship hay là không bao ship hay là đóng thùng như thế nào thấy phù hợp thì bán thôi, còn anh em thấy phù hợp với túi tiền thì mua, không có ép hoặc là lừa đảo ai. Thì bây giờ mình quay cây mình bán cho mấy anh em thôi đó. Rồi mấy anh em mình nhắc lại là mấy anh em mình thấy những cái giao dịch rồi comment bên dưới thì mấy anh em mình hãy thận trọng trước khi giao dịch. Bên sai bên vẫn để giờ bên sai bên vẫn để những cái comment bên dưới, còn một số anh em không có xóa gì hết để sân chơi này là sân chơi lành mạnh. Bên sai bên không có muốn là phải xóa đi các cái bình luận comment, còn khách hàng của bên sai bên mà hoặc là khách xem kênh á, nếu mà thấy muốn có thể nếu mà muốn giao dịch trong đó thì cũng được không sao hết thì cứ giao lưu trong đó, bên sai bên không có xóa comment đó, nói như vậy đấy. Nhưng mà bên sai bên nói trước là khi mà có chuyện xảy ra ở thì trách nhiệm thuộc về hai bên giao dịch đó nha, bên sai bên nói trước vậy thôi, đơn giản không cần phải nói gì nhiều. Ở tác phẩm ai đẹp thì ăn tiền thôi đó. Là rồi cái cây băng nhân này rất khác nghệ thuật, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào là cái cây băng nhân này á là cây băng nhân đây, cái lá của cây băng nhân này đó là cái lá của nó là lá tròn mấy anh em, lá tròn đây, hơi to một xíu so với cái dòng lá nhỏ nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái sản phẩm là trái rất to và bự mấy anh em. Đây mình thấy không, cái lá của cây này đột biến nó tròn rất là nghệ thuật. Và trái rất là to, chín tròn nè, còn này thấy bằng đầu ngón tay của anh em mình luôn nè, thấy không, thấy này đấy. Thấy rất to đó.
Vậy là mấy anh em mình sẽ có được cái sự lựa chọn cho mình một cái tác phẩm bonsai đang quậy ngược sáng nên nó như vậy á. Cây này thì nó không phải bị móc nấm gì hết á, nó do cái phong hóa của mưa gió nên nó màu đen vậy, chứ không phải nắp móng nấm móc. Cái cây này nó là bộ rễ nè, nó khó sống với cây này nên hồi ngày xưa người ta lấy bầu nè. Mình lấy bầu về rồi bắt đầu đây. Đó, ôm cục đất lên nó sống luôn, có nó có một bệ đế dưới mình trồng một cây thẳng lên chưa có nâng. Đó, thì giữ dây thép lại, giữ dây thép lại định vị nó để khỏi bị ngã vật, tàn của nó nặng á, mấy cây băng nhân nó gì á, nhìn thấy không, bông tán tay nào cũng có tán, tay nào cũng có hoa hết và rất là đẹp anh em, rất là đẹp để mấy anh em mình. Đây là chi chi lưng, chi lưng chi đói, chi lưng điều trái sai lắm anh em. Anh em nào cần cái cây này nó rất là nghệ thuật ở chỗ ra đây, chi chi tàn tự nhiên là đây, lấy tàn tự nhiên, từ tàn tự nhiên hết. Bữa xài về chỉ có là uống dập mấy tay cành đó thôi, còn tất cả đều là sự tự nhiên nên là mấy cho mình thích thì giao lưu thôi, không có vấn đề gì hết. Cảm ơn mấy anh em nha, cái gì mấy anh em mình liên hệ với Zalo 0932411987 hoặc là số điện thoại 0932411987. Ví dụ cây này tôi bán lên trên Facebook hay là người ta có thể là cách vận chuyển người ta là người ta quấn cho mấy cục 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 vậy đó, người ta chuyển đi, người ta không có đóng thùng gỗ thùng xốp thì ok, giá 2 triệu, 1,5 triệu. Bonsai bạn có thể bán ra được 3 triệu, 4 triệu, ví dụ vậy. Bonsai bạn sẽ đóng cho mấy anh em một cái khung gỗ, một cái thùng xốp, vận chuyển đi cho mấy anh em về gãy cây, từ chối nhận hàng, đền cây khác. Đó, Bonsai bạn nói rõ ràng gì đó. Kênh của Bonsai bạn là gì? Bán là hư là phải đền, hư là phải thương lượng với khách. Còn mấy anh em mình mua những cái chỗ mà trên Facebook hay là trên những cái chỗ khác thì mấy anh em mình thử tìm hiểu đi, thì có cái nếu mà ai mà dám chơi cái đó thì phải nên mua. À thề ta bỏ ra giá cao hơn 1 triệu 2 triệu mà lỡ cái cây gì nhỉ không ưng ý, không như ý muốn thì chúng ta có thể là có được một cái sản phẩm khác ngoài sản phẩm này. Đó, nếu được thì mấy anh em mình cảm thấy thì ủng hộ thôi. Còn còn mà sai viên bán hồi giờ cho mấy anh em là cây lỗi lầm gãy hay là gì đó, khách có nhu cầu yêu cầu là bây giờ đền hay là như thế nào thì bộ xe VN sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách. Ok, một có thể là hoàn tiền luôn vậy thôi, đơn giản mua bán là phải chơi vậy đó. Anh em nào chơi được thấy được thì mình chơi thôi, chứ bây giờ mình mà buôn bán mà cái kiểu mà nói như một số anh em nói mình buôn bán xào xạo cho mạng, xin lỗi mấy anh em hồi giờ là bộ xe VN chưa bao giờ xạo của mấy anh em một đồng nào. Ok nha, không bao giờ là ăn của khách một đồng nào hết. Đó, cái đó là hôm nay là quay video này là một cái cây giao lưu thôi, nói chuyện hơi lâu để cho mấy anh em mình biết được là kênh bonsai là nhiệt viên như thế nào. Rồi ok, bây giờ xin sẵn qua điểm danh một số cái kênh khác như là kênh Mondo Bonsai hay là kênh của thằng Sam Phan Rang, thì trên đó nó bán phôi rất rẻ, mấy anh em mình muốn thì là nó mua các cái phôi lên Sam, phôi Cẩm Thị á. Rồi đó, hay là mấy anh em muốn mua kim sa tùng thì có kênh kim sa tùng của anh ở Quảng Ngãi, Quảng Nam ạ. Mấy anh em mình gọi là sóc chuột, ok nha. Giới thiệu hết những kênh đẳng cấp để cho mấy anh em mình lên, mấy anh em mình mua tại đó. Chứ đừng có mua mấy kiểu mà chúng ta thấy những cái bình luận comment để số điện thoại dưới mấy anh em mình mua vô là chết á. Nói thẳng vậy luôn. Đó. Bởi vì muốn làm ăn trên YouTube phải có thương hiệu, bạn phải ở đâu, bạn phải là người như thế nào. Cái đó là cái điều mà anh em chơi cây ai cũng quan tâm hết. Đó. Thì mấy anh em mình mua cây là mua ở trên đó. Ok, mấy anh em cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Còn mấy anh em mình muốn mua những cây mà dăm chiếc của miền Tây, những cây mà có thể tầm về cái cần thăng hay là mã chiếu thủy hay là các cái cây linh sam đồ vân vân thì lên kênh bonsai Úc Vũ. Ok, đầy đủ hết những cái kênh uy tín giao dịch qua đó. Nhưng mà nói trước nha, kênh bonsai Úc Vũ là nhắn tin ít trả lời lắm á, anh em nào thấy nó cũng chảnh chảnh lắm á, nhắn tin ít trả lời, hỏi ít comment ít trả lời lắm á. Mua mua cây giống của một số anh em ta gọi điện về là thấy ít trả lời lắm, nhắn tin Zalo cũng không thèm trả lời không. Đó thì mấy anh em mình tự hiểu thôi, cách phục vụ của mỗi người, muốn sống là buộc phải phục vụ khách hàng tốt. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều, chúc mấy anh em là một ngày đầu sáng thứ hai vui vẻ. Cảm ơn mấy anh em, hôm nay quay cây băng nhân này nhưng mà tâm sự chút xíu để mấy anh em mình biết
về để giao lưu thôi. Cảm ơn mấy anh em.